Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em vừa hoàn thành xong một chiếc Scoot SQ 970 các bác ạ. Con này để đời 2024 các bác ạ. Con này là màu ghi chứ không phải đen nhé. Con này màu ghi các bác. Đây màu của nó đây này. Nó không phải là đen đâu. Mà là màu ghi. SQ 970 đời 2024. Thì với cái đời 2024 thì nó đã thiết kế theo kiểu logo và kiểu phối tem nó khác so với đời cũ các bác. Con này là màu xám. Đó. Thì bây giờ em đi sơ lược qua một chút về cái cấu hình của nó cho các bác xem nhé. Thì đĩa trước của con này thì đĩa thả này dùng 180 và đĩa sau là 160. Phanh là phanh dầu của Shimano MT200. Phuộc là phuộc dốc sốc Zuli E các bác. Phuộc hơi nhé. Rốc Soli E. Đó. Rất là ok. Bánh này là bánh 29. Lốp là lốp Maxxis 29 nhân bao nhiêu đây? 29 nhân 2.4. Đó, lốp Maxxis 29 nhân 2.4. Vậy thì là giá con này là bao nhiêu? Giá con này em đang để là 11 triệu các bác nhé. Mới các bác có thể mua 16 triệu to, nhưng lướt thì các bác tiết kiệm được khá tiền, chỉ mua được mất khoảng 11 triệu thôi. Đấy, các bác có thể nghiên cứu với con xe lướt này các bác nhé. Con này thì bên em vừa lắp thêm một cái cọc tăng giảm cho anh khách, giá muốn lắp thêm một cái cọc lướt tăng giảm nữa. Ok, em kết thúc việc tại đây ạ. Có cái cọc viên này thì là 2,5 triệu một cái các bác nhé. Viên này là 2,5 triệu thì chúng ta sẽ lắp đặt cọc viên tăng giảm ở đây. Đó, cọc viên tăng giảm và phuộc. Khóa phuộc thì sẽ cho sang bên đây. Đó. Đây, khóa phuộc cái con này. Đó, mở trực tiếp trên ghi đông. Ok, em sẽ quay chi tiết hơn về cấu hình của nó sang mặt bên kia cho các bác ngắm nhé. Con này có xem mở bánh 29 các bác ạ. Các bác ơi, đây là mặt bên đây của em nó nhé. Đó, mặt bên đây. Đây, quay từ xa ra cho các bác xem một chút. Đó, từ xa nó sẽ như thế này. Size M nha các bác nhá, size M bánh 29. Cấu hình chi tiết. Con này thì sử dụng tay bấm xả của Ceramic này. Cái bấm xả Ceramic. Giò là giò Ceramic. Có đĩa 32T nha các bác nhá, đĩa 32T. Và cùi đè là của Ceramic. Xích và lip là Ceramic nó. Nó có từng đây cái và cái phần đây nó dán ở trên khung để tránh việc qua đập xích. Clip cũng là của Saram, xích cũng là của Saram. Đó, cơ bản cấu hình thì khá là ngon. Trong cái tầm tiền chỉ khoảng dưới 30 triệu thì đã có một cái cấu hình như vậy rồi. Thì để mà thường so tương quan về lực lượng, về mặt check và Scoot thì Scoot nó lại tốt hơn một xíu. Đây, có độ cọc viên tăng giảm, có lỗ chờ hết nhé, không phải khoan khung. Và đặc điểm của những cái đời 2024 thì dây của nó sẽ đi trực tiếp từ trên cổ đi xuống các bác ạ. Đi từ trên cổ đi xuống. Mà nó không đi từ hai bên sườn này xuống đâu. Nó đi từ trên cổ xuống. Đó. 29. Hiện tại thì bên em đang có màu xám size S và size M. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em. Size S của nó cũng bánh 29 nhé các bác nhé. Size S của nó cũng hai bánh 29 luôn. Rồi, em kết thúc video tại đây ạ.